Shop đồ cổ Đức Huy xin chào tất cả các anh em nha. Bữa nay mình tiếp tục mình chọn được 6 con máy nha anh em, 6 con máy đời cao. Size cũng tương đối lớn ha anh em, để thích hợp cho anh em câu cá nha, câu sông, câu hồ nha anh em. Đó. Thì giá trên đây là giá chưa bao gồm với ship. Ship có toàn quốc, anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Hàng đúng theo video anh em mới thanh toán và nhận hàng nha anh em. Phí ship là đồng giá 30k ha. Anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Anh em chốt máy thì chốt qua Zalo của shop nha, số 0769390039, shop có để trên phần tiêu đề và trên màn hình của video này nha anh em. Đó, giờ mình sẽ lên giới thiệu cho anh em từng con ha. Nay có 6 con thì lên từng con cho anh em. Rồi đầu tiên mình sẽ lên giới thiệu cho anh em là con Shimano Navi ha. Shimano Navi XT6000 nha anh em. Con này made in Malaysia nha. Shimano Navi XT6000. Con này là mô bên sống nha anh em. Gạt cước ok nha. Con này thì cối nó bị có bị muối ăn nhẹ xíu chỗ này nha anh em. Nhưng mà mình vô dây thì không thấy gì luôn nha. Đó. Con này chạy với 4 bộ mặt đạn nha anh em. 4 bộ mặt đạn. Máy hoạt động rất là ok nha. Size thật của nó là 6000, dây thông số dây của nó là nó dây số 6 vô là 150m, dây số 5 là vô 200m, dây số 4 là 250m. Made in Malaysia. Ngoại hình có xước sát nhẹ nha. Đó. Thì qua quá trình sử dụng thì đã qua sử dụng thì người ta cũng đã bị xài rồi cũng bị xước sát ha. Nhưng mà quan trọng là máy hoạt động ok ha anh em. Bao lỗ hoạt động anh em nha, có ABS nha anh em. Máy hoạt động rất ok, bao lỗ anh em nha. Bao lỗ hoạt động nha, full chức năng nha. Tay quay là tay quay đỡ được trái phải nha anh em. Tay quay gập nha. Tay quay gập. Đúng gỗ nha. Thì con này mình để cho anh em giá 1 triệu nha. Giá 1 triệu giá chưa bao gồm phí ship. Con số 1 giá 1 triệu. Tiếp theo mình lên con số 2. Con số 2 là mình giới thiệu cho anh em là con Bio Master ha, 5000. Bio Master 5000. Made in Japan nha anh em, Bio Master made in Japan. Có cước theo dây kêu theo máy nha anh em, cước theo máy. Thì thông số cước của nó là dây số 6 vô 130m, dây số 5 vô là 150m, dây số 4 vô 200m nha anh em. Máy hoạt động rất là ok, êm mượt nha. Bao lỗ hoạt động cho anh em nha anh em. Tay quay là tay quay đổi trái phải, tay quay gập nha. Cái này cái ABS nha anh em. Đó. Mô bên là mô bên sống nha nè, mô bên sống. Gạt cước rất là nhạy nha, cước rất là nhạy ha. Đó. Bio Master ha, Bio Master 5000 nha nè, Bio Master 5000. Màu trắng nha, màu trắng. Made in Japan. Rồi con này bán cho anh em với giá 2 triệu nha nè, 2 triệu con này nha. Đó. Màu hình có xước sát nhẹ xíu ha. Rồi con số 2. Con số 2 giá 222 triệu nha anh em. 2 triệu giá cho bao gồm phí ship nha. Tiếp theo mình lên con số 3. Con số 3 mình giới thiệu anh em là con Shimano ha. LS, LS XT6000 nha, LS XT6000. Con này thì cũng made in Malaysia nha, Malaysia. Có hai bộ đạn thôi nha anh em, máy còn khá mới. Hoạt động rất là êm ha. Có ABS luôn. Full chức năng nha anh em, bao lỗ hoạt động với anh em. Máy hoạt động rất là êm nha. Nó ngoại hình máy thì như thế này nha anh em. Nó còn mới nha, còn rất là mới. Đó, con này bán cho anh em với giá 1 triệu 2 nha. LS XT6000.
dây số 6 vô 150m, số 5 200m, dây số 4 vô làm 250m. Đó. Mô pin là mô pin sống. Cước ok ha. Đó. Rồi con này giá 1 triệu 2 nha anh em, giá chưa bao gồm phí ship nha. Tiếp theo mình giới thiệu cho anh em con số 4. Con số 4 là con T-Win nha. T-Win 8000 nha anh em. Shimano T-Win XT8000. Thì con này có size là 8000 nha anh em. Dây số 8 vô 150m, số 7, số 6 vô là 200m, vô số 5 là mất tiêu rồi. Số 5 chắc có vô 220m. Đó. Thì tay quay rồi trái phải nha, máy hoạt động rất ok. Full chức năng nha anh em. Full chức năng. Mô pin và mô pin sống ha, gạt cước ok. Con này là made in, cũng made in da băng nha anh em. T-Win XT8000 made in da băng nha. Da băng nha. Ngoại hình có xước sắt nhẹ nha anh em, tay quay là tay quay gập nha, đúng gỗ. Tay quay đổi được trái phải, bao lỗ hoạt động anh em nha. Con này cũng ABS nha anh em, size 8000. Thì thích hợp cho anh em là câu sông câu hồ nha anh em. Rồi con số 4, con số 4 mình để cho anh em giá 1 triệu 7 nha anh em. 1 triệu 7 giá chưa bao gồm phí ship nha, giá 1 triệu 7. Tiếp theo mình lên giới thiệu cho anh em một con Shimano nữa nha, Alivio 8000 nha. Con này sản xuất Malaysia, cái dòng này là dòng bán bên thị trường Nhật Bản nha anh em. Con Alivio chữ đỏ nha, chứ không phải chữ đen như bán ở Việt Nam nha anh em. Con này là Việt Nam không có bán cái dòng mà mấy máy mới á, thì không có bán nha. Dòng đã qua sử dụng anh em nhập bên Nhật về thì có bán, nhưng mà chữ đỏ là nó sản xuất nó bán bên Nhật nha. Sản xuất bán thị trường Nhật thì đương nhiên cái về chất lượng thì nó sẽ cao hơn ở việc bán ở Việt Nam nha anh em. Thì con này là size 8000 nha, dây số 8 vô là 150m, dây số 6 vô là 200m, dây số 5 vô là 250m nha. Mô pin là mô pin sống. Gạt cước ok. Có ABS đàng hoàng nha. Đó. Made in Malaysia nha. Con này mình để cho anh em giá 1 triệu mốt nha anh em. Giá 1 triệu mốt, size 8000 nha. Bao lỗ hoạt động cho anh em nha anh em. Máy rất là ok luôn. Đó. Bao lỗ hoạt động cho anh em được kiểm tra hàng cứ thanh toán nha. Đó. Ngoại hình máy thì có xước sắt nhẹ nha. Thích hợp cho anh em câu sông câu hồ nha anh em. Chảo cá lớn. Đó, size 8000 nha. Con số 5 và giá là 1 triệu mốt. Tiếp theo mình lên giới thiệu cho anh em là con T-Win 8000 BG nha. Dây số 8 vô là 160m, dây số 6 là 230m, số 5 là 275m. Thì con này có size 8000 nha. Tay quay là tay quay cùi chỏ ha. Đấm lớn ha. ABS. Có dù theo máy nha, dù này mắc tiền nha, còn tốt lắm nha anh em. Dù còn tốt lắm nha anh em. Đó. Mà con dù này mới là người ta mua khoảng 1 triệu, triệu mấy. Mô pin là mô pin sống nha. Gạt cước ok nè. Made in da băng nha. Nó con ốc thì nó có con ốc thì người ta đã dặn ra người ta vô dầu nha. Ốc vô dầu thì có dấu mà dặn ra để ta vô dầu thì xài thì phải vô dầu, nên có cái chuyện mà có dấu là bình thường nha anh em. Chứ anh em về anh em xài cũng phải dặn thôi. Nhưng mà nó dặn ẩu đó ha. Nó bị trầy ha. Nó không đẹp đẹp cái chỗ ốc vô dầu nha. Thứ hai nữa thì con này nó bị mất tiêu rồi ha.
Đó, con này mình bán với anh em giá là 3 triệu tư đó, anh em thấy được thì anh em chốt nha. Nó nổi cái cuộn dây này không, cái khúc dây này không mà cũng lấy tiền lẫm tiền anh em đó. Ví dụ như bán cho anh em bớt xuống cũng được, mà lấy lại cộng viên cuộn dây thì cũng cũng về vốn thôi đúng không đó. Đó, anh em thấy cuộn dây này rất là đẹp, bề ngoài nó vậy chứ phía khoảng 2-3 lớp ở trong rất là đẹp luôn anh em. Có mở ra rồi ha, có mở ra thử xem rồi nha anh em đó. Nhưng mà máy về làm sao là mình bán cho anh em vậy, nên mình không có lấy ra để mà bán riêng nha anh em đó. Thì máy sao mình để về vậy bán để cho anh em, ví dụ như anh em về có muốn xài xài ha đó. Rồi con này bán cho anh em với giá là 3 triệu tư nha, 3 triệu tư giá chưa bao gồm phí ship nha anh em. Thì đúng ra con này là mình đã bán rồi được trước, mình bán rồi cũng giá là 3 triệu tư, nhưng mà bị bom nha anh em đó. Đó, bị bom nên mình về mình vẫn giữ giá là 3 triệu tư nha anh em, mình không có bớt nha. Rồi thì mình giới thiệu vừa giới thiệu cho anh em là 6 con máy rồi cao ha. Anh em thấy con nào ok thích hợp với mình thì chốt qua số Zalo của shop số 0769390039, nó nằm bên góc góc trái màn hình nha anh em đó. Thì video xin kết thúc tại đây, anh em nào mới xem video của shop thì nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi với mấy cái video tiếp theo của shop nha. Còn anh em nào đã xem nhiều lần và đã mua của shop rồi thì anh em nhờ anh em là chia sẻ ha, chia sẻ và giới thiệu những anh em khác dùng. Rồi thì video xin kết thúc tại đây, xin chào tất cả các anh em, chúc anh em có một ngày mới vui vẻ nha, đi câu có nhiều cá nha anh em.